khu vực bến xe các bạn. Ở buổi trưa chủ nhật, chiều chủ nhật các bạn, 13 giờ mấy rồi. Mua vé cho mẹ mình đi Sài Gòn. Này giá vé đi Sài Gòn của xe Phương Trang là 290 các bạn. 2 giờ kém chiều, xe Sơn Tùng xuất bến Quy Nhơn Đà Nẵng. Vâng các bạn, vlog ngày chủ nhật về Quy Nhơn cho các bạn xem. Từ bến xe Quy Nhơn, 2 ngày hôm trước thì Quy Nhơn mưa các bạn. Và đến thời điểm này, ngày chủ nhật ngày 3 tháng 3, Quy Nhơn bắt đầu có nắng nhẹ. Đây là khu vực đường Tây Sơn. Vì là ngày chủ nhật cho nên đường xá thời điểm này các bạn, với lại buổi trưa xế xế nữa, cho nên là ra ngoài đường Quy Nhơn nó vắng hơn một Tết luôn các bạn. Vắng tanh luôn đó. Các xí nghiệp công ty thì họ không có làm việc, giao hàng nhanh. Phường Gành Ráng, vâng, thời điểm này ở Quy Nhơn bạn rất là vắng khách du lịch luôn. Cách đây 2 hôm mình ra sân bay thì khách du lịch Hà Nội Sài Gòn thì vắng lắm các bạn, một hai đoàn gì à. Tây Sơn các bạn đang thi công cái hầm thì thi công khá là lâu các bạn, khá là lâu. Vâng, còn đây là đường An Dương Vương, vô nữa là hàng Mật Tử các bạn. Qua wow, các bạn thấy buổi 2 giờ chiều không, 2 giờ chiều thành phố Quy Nhơn thời điểm này là nắng nhẹ rất là tuyệt các bạn. Đầu thời điểm chuẩn bị vào mùa du lịch các bạn, thời điểm khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 trở đi là Quy Nhơn sẽ nhộn nhịp du lịch. Hiện tại thì ở Quy Nhơn thì vắng khách các bạn, vắng khách nha. Cũng có khách lai rai nhưng mà không có nhiều các bạn. Bữa nay là ngày nghỉ của ngày 8 tháng 3 tới đó bạn. Thời điểm này là nghỉ của tháng 3 cho nên là chủ yếu là các cái đoàn du lịch đi cá nhân hoặc là cơ quan họ đi ngắn ngày thôi bạn. Ví dụ như ở Bình Định thì đi gần như là Vân Hòa hay là Măng Đen các bạn, 2 ngày 1 đêm, hoặc đi Phú Yên 1 ngày hoặc là 2 ngày 1 đêm thôi bạn. Ít khách đi xa thì phải chờ vào dịp nghỉ hè. Nói nắng thì nắng vậy thôi chứ mà trời bị mây bất cứ lúc nào nè bạn, bị mây lúc mù bất cứ lúc nào nha, nắng đó rồi mù đó. Đường Nguyễn Trung Tín các bạn, FLC đó, bạn thấy các khách sạn không, Hoàng Yến nè, vẫn tanh các bạn nha. Trước đây là Hải Âu nè đó, không có xe.
hỏi thăm rất là nhiều người làm du lịch, cũng như là các anh thợ hỏi thăm các anh chạy dịch vụ xe, cũng như là các anh làm du lịch. Thì năm nay và trước Tết á, thì khách ở ngoài Bắc vào Phú Yên rất là đông. Họ bay thẳng vào Phú Yên luôn các bạn, họ chơi trong đó. Cho nên là sẽ dự đoán là một năm khó khăn cho du lịch tỉnh nhà Bình Định các bạn. Thật lòng mà nói, trong mấy năm vừa qua thì Quy Nhơn sau khi phát triển lên một cái tầm sánh ngang với các thành phố biển khác, thì trong mấy năm vừa qua thì Quy Nhơn không có gì thay đổi hết các bạn, kể cả về chất lượng du lịch, chủ yếu đầu tư về chỗ ăn nghỉ thôi các bạn, tức là nghỉ dưỡng đó. Chỗ đây có ít xe đông đông tí này các bạn, xe 81, xe đám cưới đó, họ đậu đây để mà tham quan biển Quy Nhơn. Bữa nay là ngày nghỉ của ngày 8 tháng 3 các bạn, ngày 8 tháng 3 họ sẽ đi vào trong khoảng hôm qua thứ bảy và hôm nay chủ nhật, và một số ít nữa sẽ đi vào ngày 9, ngày 10 tháng 3 tuần sau. Thì nói tiếp về chuyện hồi nãy là trong mấy năm gần đây thì Quy Nhơn không có phát triển các điểm du lịch mới các bạn, tức là không có điểm vui chơi giải trí, chỉ có thêm khách sạn rồi resort nghỉ dưỡng thôi. Tức là du lịch nghỉ dưỡng thì ok, nhưng mà du lịch về vui chơi giải trí, các điểm du lịch mới thì lại hầu như là gần như không có các bạn. Cho nên khá là lo lắng về du lịch ở Bình Định năm nay các bạn. Trong khi các địa phương mới nổi như là Măng Đen, như là Phú Yên, họ rất là biết cách làm. Vâng, đây là khu vực hội chợ đồ gỗ quốc tế các bạn, sẽ khai trương vào tuần sau. Hiện tại thì hôm nay là ngày 3 tháng 3 thì mình thấy họ đã lên bạc hết được 70% rồi, bạc tre bạn, hơn 70% rồi nha. Đấy, đồ gỗ không các bạn. Và ở phía đây thì họ đã dựng bảng quảng cáo này, như là Hoàng Hưng này, Lâm Việt này các bạn, Kinh Thông này, Đức Toàn này, Đại Phúc Vinh này, đó, Thành Công này, đấy các bạn, Tân Đại Phú này các bạn, đồ gỗ Kim Đỉnh, đó, toàn những thương hiệu đồ gỗ nổi tiếng các bạn. Hội chợ quốc tế hàng, hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại Quy Nhơn các bạn, ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 tại quảng trường Nguyễn Thành Quy Nhơn. Đó, dàn dây thì họ cũng dàn hết rồi. Thời tiết Quy Nhơn thì hiện tại đang nắng các bạn, nắng ok. Một cái sự kiện sắp tới là đua thuyền máy các bạn, là diễn ra vào cuối tháng 3 này, thì không phải là trúng cái mùa cao điểm du lịch, còn trúng cái mùa cao điểm du lịch là Marathon Quy Nhơn các bạn, là cuối tháng 6. Thì thời điểm đó là ok, thời điểm đó ok các bạn. Còn bây giờ thì đầu mùa mình chưa thấy nhiều khách các bạn, khách sạn khá là vắng luôn. Đây đường Nguyễn Huệ nè các bạn. Đường Nguyễn Huệ thì khúc đầu đây thì có mấy khách sạn nhà nhỏ 2 sao này. Mong rằng thì giá dịch vụ của Quy Nhơn giảm bớt các bạn, như là giá ăn này, giá khách sạn này. Bây giờ năm nào họ cũng lên một cái giá mới hết. Ngô Văn Sở này bạn, năm nào không có một cái giá mới hết, tức là giá mới chỉ có tăng thôi chứ không có cái giảm các bạn. Mong rằng là cùng với tỉnh sẽ các doanh nghiệp làm du lịch sẽ giảm bớt giá lại các bạn.
giống như bây giờ như Quy Nhơn hồi trước thôi, bây giờ Măng Đen cũng vậy các bạn, đang phát triển cho nên giá phòng ở Măng Đen nó khá là cao. Cái phòng 2 sao ở Măng Đen các bạn là nó tương đương với 3 sao ở Quy Nhơn. Hồi trước Quy Nhơn mà khi mới phát triển cũng vậy, phòng rất là cao luôn. Đường Phạm Ngọc Thạch các bạn, mà rẽ ra biển cho các bạn xem. Tại vì bây giờ các bạn tất cả các thành phố họ đều làm du lịch nhiều, nhất là các thành phố biển các bạn, các cái dọc biển miền Trung này là rất nhiều thành phố luôn, họ cũng chú trọng du lịch biển rất là nhiều. Bằng đường Xuân Diệu các bạn, đường Xuân Diệu nhé, một con đường phải nói là rất là đẹp của thành phố Quy Nhơn. Quy Nhơn ngoài các điểm du lịch truyền thống ra thì không có điểm du lịch nào mới các bạn, nhất là các cái khu vui chơi giải trí mấy năm nay vẫn chưa có cái nào cả. Nắng vàng các bạn ơi, nắng vàng luôn, đẹp. Trần Phú, bây giờ là mùa của hoa giấy. Vâng, đây là khu vực sân khấu con sò của thành phố Quy Nhơn mới được đầu tư năm ngoái. Thì cái này cũng là một cái vấn đề các bạn. Ở Quy Nhơn thì cũng có làm rất là cái nhiều cái tượng nhưng mà không có cái nào đặc sắc và to. Cho nên không có để lại ấn tượng khi mà khách cách đây người ta đi mấy năm rồi các bạn. Bây giờ họ quay lại thì không có cái gì ấn tượng mới hết. Hiện tại thì du lịch Bình Định thì cái phần nghỉ dưỡng các bạn, khách sạn là ok rồi. Còn bây giờ là tìm cái vui chơi giải trí, hoặc là khu du lịch vui chơi giải trí. Nó kêu nó giống như Bà Nà Hill hay là Winterland đó các bạn. Đó, kêu vậy. Thì ở Quy Nhơn tới tận đây thì chưa có. Đó, khách sạn nhỏ nhỏ ở thành phố này rất là nhiều nha. 2 sao, 2 sao, 3 sao nhiều lắm, nhiều lắm. Bây giờ là Quy Nhơn là đủ rồi, đủ khách sạn nghỉ dưỡng rồi, khu resort rồi. View biển Quy Nhơn rất đẹp các bạn, rất đẹp và thoáng nha, cực kỳ đẹp và thoáng luôn. Bạn xem này, hiếm có một thành phố nào biển ở Việt Nam chúng ta mà nó thoáng như Quy Nhơn thế này. Các bạn đi Đà Nẵng hoặc là đi Nha Trang thì không có cái view nó thoáng như thế này đâu. Thành phố đó thì đẹp thì không bàn cãi rồi, nhưng mà thoáng như Quy Nhơn thì không có các bạn. Cái này các bạn, cái này mình thấy là khách Tây đến Quy Nhơn cũng lai rai các bạn, khách Tây đi lẻ đó, đến Quy Nhơn cũng lai rai. Là chỗ này quay ra cái chữ Quy Nhơn cho các bạn xem đây.
ai lớp Quy Nhơn nè các bạn, ai đồ trái tim rồi Quy Nhơn đấy. Đó, như khách Tây đi xe như kia bạn. Vâng, Quy Nhơn đẹp thì rất là đẹp các bạn. Còn người ta làm một cái nhà trên biển luôn nè bạn. Làm một cái nhà trên biển luôn nè. Còn ngăn dây lại, không biết là cái này để làm cái gì. Họ làm đủ thứ hết bạn nè. Đó bạn, làm cái cổng như cái mái đình này các bạn. Đó, chỗ đây là các cái nhà kiểu cách này, nhìn hấp dẫn đó, đẹp đó, hấp dẫn các bạn, không biết là như thế nào. Rồi họ đổ cát, họ làm vào cát phía trong kia. Ok quá, háo hức quá, coi thử hội chợ đồ gỗ đây như thế nào. Có vẻ làm hoành tráng. Xí sinh. Cái quảng trường này thì họ tận dụng hết các bạn, tức là mình thấy họ dựng dây hết cái khu vực phía 360 độ của quảng trường luôn, toàn bộ quảng trường luôn bạn, dựng dây luôn, không thì không cho mọi người vào theo các cái hướng như thế này các bạn. Chắc là đi vào phía trước thì có, chắc là có một hai cổng gì đó thôi, vào chính thôi, không có vào lung tung các cái hướng như bên hông này với bên kia các bạn. Các bạn làm quá trời gian hàng vậy này, quá trời gian hàng luôn. Hiện tại thì hôm nay ngày 3 các bạn, chưa có cái đồ đạc nào trưng bày trước ở đây các bạn, cho nên là chỉ có nhạc bạc thôi.